Kính chào anh chị em, cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay chúng ta lại có cơ hội nhóm nhau lại trong bữa nhóm giữa tuần của VBC Houston của chúng ta để cùng nhau học hỏi lời của Chúa. Anh chị em, chúng tôi rất là thương nhớ anh chị em ở trong những ngày qua và nhớ đến anh chị em luôn ở trong sự cầu nguyện. Xin Chúa gìn giữ, bảo vệ, dẫn dắt chúng ta, che chắn cho chúng ta để chúng ta luôn hết thảy đều được bình an ở trong ơn của Chúa. Và Chúa cho chúng ta sớm có ngày để chúng ta có thể hiệp lại với nhau trong sự nhóm lại thông công ở trong ơn của Chúa. Theo như những con số và tin tức cho chúng ta thấy, ngày đó cũng rất gần chúng ta rồi. Chúng ta thấy ánh sáng ở phía cuối của đường hầm. Và chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ dẹp tan và mở đường cho chúng ta ở trong những ngày sắp đến để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng học hỏi lời của Ngài trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Chúng tôi một lần nữa hoan nghênh và chào mừng VBC Houston, các con cái của Chúa cùng học với chúng tôi ở trong buổi học Kinh Thánh giữa tuần của chúng ta vào tối thứ Tư. Và cũng xin hoan nghênh và chào mừng anh chị em ở khắp nơi vào để cùng học hỏi lời Chúa với chúng tôi ở trong những ngày này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là Chúa quan tâm chăm sóc đời sống của chúng ta. Và chúng ta đến ở trong thời giờ này chuẩn bị lòng của mình để chúng ta ngợi khen, chúng ta tôn vinh Chúa trước khi chúng ta học hỏi lời Chúa trong buổi tối hôm nay. Và tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ Thi Thiên 23 ở trong thời giờ này. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa vì Thi Thiên này cho chúng ta thấy những hình ảnh của sự chăn giữ của Chúa, chăm sóc của Ngài cho tác giả cũng như cho mỗi một chúng ta. Khi David đối diện với những ngày khó khăn đen tối ở trong đời sống của ông, thì ông lại khám phá một điều, ông không đơn côi ở trong những giây phút đó, vì có Chúa ở cùng và suốt ngày Chúa làm nhiều điều tốt đẹp cho đời sống của David cũng như cho chúng ta khi chúng ta có Chúa là đấng chăn dắt đời sống của chúng ta. Nên chúng tôi cảm ơn Chúa vì thì giờ mà chúng ta có được ở trong buổi tối hôm nay để được lời của Chúa nhắc nhở, dạy dỗ và trang bị cho chúng ta để chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa là đấng chăn dắt đời sống của chúng ta, luôn ở cùng chúng ta, và cũng để chúng ta được trang bị, để chúng ta có thể chia sẻ cho những người đang bối rối sợ hãi vì chưa có Chúa là đấng chăn dắt đời sống của mình, để họ cũng có thể sớm vào trong bầy chiên của Chúa, để cùng với chúng ta hưởng được sự chăm sóc phước hạnh mà Đức Giê-hô-va Rohi của chúng ta là đấng chăn dắt đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ ra ở trên đời sống của họ cũng như đang bày tỏ ra trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng ta những điều hết sức kỳ diệu mà chúng ta thấy được ở tại đây trong sự chăm sóc của Chúa. Nên chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này phó dâng buổi nhóm lại ở trong ơn của Chúa và phó dâng thời giờ chúng ta tôn vinh ngợi khen Chúa và thời giờ chúng ta cùng thông công ở trong Chúa và với nhau qua buổi nhóm lại này. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì thêm một buổi tối tốt lành mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Chúa gìn giữ bảo vệ anh chị em chúng con hết thảy được bình an trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn dắt đời sống của chúng con ngay ở trong những giây phút mà chúng con phải cách ly, phải giữ khoảng cách để chúng con đối diện với cái sự khó khăn của dịch lệ corona này. Thì chúng con có Chúa là đấng luôn ở với chúng con. Chúng con có khoảng cách với nhau,
Nhưng với Chúa thì không bao giờ có một khoảng cách khi chúng con có một mối liên hệ với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa chẳng những là cha chúng con, là Chúa của chúng con, mà Ngài cũng là đấng chăn dắt, bảo vệ, gìn giữ chúng con ở trong ơn của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để qua buổi nhóm lại buổi tối hôm nay, hết thảy chúng con đều sẽ được lời của Chúa nhắc nhở và chúng con được bình an ở trong ơn Chúa, để lời của Ngài sẽ giúp đỡ chúng con cầm giữ được sự bình an mà Chúa hứa cho những kẻ thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con phó dâng buổi nhóm lại ở trong ơn của Chúa và thì giờ này ở trong ơn quyền của Ngài. Và xin Chúa Ngài bày tỏ sự hiện hiển lộ của Ngài với chúng con, khiến cho buổi học Kinh Thánh hôm nay cũng trở nên một thì giờ siêu nhiên, tràn đầy phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó dâng thì giờ này trong sự cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em tiếp tục đứng, dù ở tại phòng khách của mình hay là ở nơi chốn anh chị em theo dõi thì giờ học hỏi này, chúng ta đứng lên tại chỗ của mình với tinh thần ngợi khen Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình. You.
Chúa là đấng tuyệt vời, Chúa là đấng tốt lành. Ngài luôn làm công việc của Ngài để ban ơn dẫn dắt chúng ta trong đường lối của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúc tụng Ngài, ngợi khen Chúa vì những điều Chúa Ngài đã đang làm trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta là những người biết ơn Chúa, chúng ta luôn cất tiếng hát, chúng ta luôn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Nhất là khi chúng ta nói tốt lành về Chúa của chúng ta cho những người lân cận của chúng ta được nghe, được biết. Đó là tinh thần bày tỏ sự cảm tạ tốt nhất mà Chúa Ngài muốn tìm thấy nơi đời sống của chúng ta, để chúng ta ảnh hưởng lan rộng ra ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì thì giờ phước hạnh mà Chúa Ngài dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ anh chị em ở trong ơn của Chúa, và anh chị em cũng đã tiếp tay với chúng tôi chia sẻ những bài học, những buổi nhóm của chúng ta, và số người theo dõi và cùng học lời Chúa với chúng ta trong những ngày qua gia tăng một cách rất là lớn. Và chúng tôi kêu gọi anh chị em mạnh mẽ càng hơn nữa chia sẻ một cách rộng rãi cho những người bạn của mình ở trên Facebook, cũng như giới thiệu để nhiều người có cơ hội để cùng học lời Chúa với chúng ta, nhất là ở trong những ngày này. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi trong lúc cầu nguyện, xin Chúa Ngài hướng dẫn để có lời của Chúa trang bị giúp đỡ cho anh chị em ở trong những ngày này, khi chúng ta đang tránh cũng như là chúng ta đang hiệp tác với chính quyền, với chính phủ, với Tổng thống, để chúng ta giữ khoảng cách, để chúng ta giảm bớt cái sự lây lan nhiễm bệnh của COVID-19 này. Thì chúng ta cần có lời của Chúa, chúng ta cần có sự hướng dẫn từ nơi Chúa để chúng ta kinh nghiệm. Dù cái hoàn cảnh này chúng ta phải làm việc ở tại nhà hay là không thể đi ra làm việc được, có thể làm cho chúng ta có cảm giác chúng ta đơn côi, nhưng cảm ơn Chúa là những người con Chúa, chúng ta không ở trong tình trạng đó. Bởi lời của Chúa hướng dẫn chúng ta có thể có một mối tương giao mật thiết với Chúa cho đời sống của chúng ta ở trong những ngày này. Rồi chúng ta sẽ thấy cơn dịch này qua đi. Rồi khi đại dịch này qua đi, đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ càng hơn, và sự sợ hãi của chúng ta sẽ giảm thiểu, bởi vì chúng ta nhận biết được Chúa của chúng ta là đấng chăn dắt chúng ta. Chúa chúng ta là đấng ban cho chúng ta những điều phước hạnh mà Chúa Ngài làm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta nghe lại Thi Thiên 23 một lần nữa để chúng ta làm nền tảng, và sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ lời Chúa với anh chị em, giảng giải những điều này. Và trong những tuần sắp đến, chúng ta sẽ học suốt Thi Thiên 23 này với nhiều sự nhắc nhở dạy dỗ từ nơi Chúa, để chúng ta thấy được rằng tất cả những nhu cần của chúng ta, luôn cả những nhu cần chúng ta đang đối diện ở trong hoàn cảnh hiện tại, ở trong cái cơn dịch COVID-19 này, thì Chúa Ngài vẫn có quyền để có thể chu cấp cho chúng ta, để có thể bảo vệ chúng ta, để có thể làm cho chúng ta được tươi mới ở trong ơn của Chúa. Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào,
vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho lĩnh lâu dài. Nguyện xin Chúa ngài ban phước để qua Thi Thiên 23 này, anh chị em có thể học và gây dựng một cái mối tương giao mật thiết với Chúa ở trong những ngày này. Chúng ta có nhiều thời giờ hơn, chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể tương giao với Chúa một cách mật thiết hơn. Vì khi tất cả những thứ giải trí khác, cũng như là những cái bận rộn của cuộc sống bây giờ dừng lại, thì chúng ta thấy được chính mình có nhiều cơ hội hơn để chúng ta gây dựng lại đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể gây dựng đời sống của chúng ta một cách mạnh mẽ. Cho nên cảm ơn Chúa, vì Chúa của chúng ta là đấng có quyền trỗi cao hơn tất cả những gì con người của chúng ta đối diện. Và Chúa là đấng lời của Ngài hứa với chúng ta, đó là Ngài có quyền để hiệp mọi sự lại, làm ích cho những kẻ yêu mến Chúa, là những kẻ mà Ngài đã biết trước và Ngài đã chọn để giống như con của Ngài, là con cả ở giữa nhiều anh em, có một mục đích mà Chúa Ngài định cho đời sống của chúng ta. Thi Thiên 23 là một thi thiên mà chúng ta thấy đặt giữa hai thi thiên khác, đó là Thi Thiên 22 và 24. Ba thi thiên này, 22 đến 24, là ba cái thi thiên rất là lớn ở trong văn thơ của người Hebrew. Chúng ta biết rằng trong Thi Thiên 22, chúng ta có bức ảnh của Đức Chúa Jesus Christ là người chăn nhân từ. Người chăn nhân từ đến độ bằng lòng hy sinh mạng sống của mình vì chiên mình mà hy sinh mạng sống. Cảm ơn Chúa vì Thi Thiên 22 là lời tiên tri một cách rất rõ ràng và chi tiết. Anh chị em đọc, anh chị em sẽ thấy dường như tác giả đứng ở tại chân thập tự giá để mô tả tất cả những gì Chúa Giê-xu trải qua ở trong ngày lễ vượt qua đó, để đem lại phước hạnh cho con cái của Chúa, đấng chăn chiên hiền lành đã hy sinh mạng sống của mình để làm một con chiên của Đức Chúa Trời, chiên con của Đức Chúa Trời, để có thể cất tội lỗi của thế gian đi. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khung cảnh mà Chúa Giê-xu chịu đóng đinh đền nợ tội để cứu chuộc chúng ta đó, mô tả cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa trong sự hy sinh của Ngài. Rồi Thi Thiên 24 mô tả cho chúng ta vẻ đẹp, hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu là người chăn vĩ đại, là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngài là Chúa quyền năng. Ngài sẽ bước vào khi những cánh cửa được mở ra ở trong ơn của Chúa, các cổng được cất lên để Chúa là vua vinh hiển, Ngài sẽ vào. Và trong ơn của Chúa, anh chị em, đó là hình bóng mà Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài ở trong sự vinh quang phước hạnh. Nhưng ở giữa Thi Thiên 22 và Thi Thiên 24, thì Thi Thiên 23 này là thi thiên cho chúng ta thấy có một cuộc sống ở giữa việc chúng ta tin Chúa, gặp Chúa, tin Chúa được sự cứu rỗi và sự việc Chúa Ngài sẽ trở lại tiếp rước hội thánh của Chúa. Thì có một cuộc sống, và trong cái cuộc sống này thì chúng ta có Chúa là đấng ở cùng với chúng ta luôn luôn, dẫn dắt chúng ta ở trong ơn của Ngài. Và chúng ta có thể thấy tại đây, hằng ngày, suốt ngày, Đức Chúa Trời Ngài làm những điều đặc biệt phước hạnh cho vua David khi ông đặt Chúa làm đấng chăn dắt đời sống của ông. Thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được điều đó. Suốt ngày Đức Chúa Trời Ngài làm việc ở trên đời sống của chúng ta trong sự chu cấp, ban phước, gìn giữ, bảo vệ, binh vực chúng ta ở trong ơn của Ngài. Như một người chăn chăm sóc chiên của mình từng ngày một, từng giờ một, thì Chúa Ngài cũng quan tâm đến chúng ta và chăm sóc đời sống chúng ta như vậy ở trong ơn của Chúa. Thật là tuyệt vời để chúng ta suy nghĩ trong lăng kính đó. Vua David là một người chăn chiên. Ông kinh nghiệm và ông biết một cách cá nhân thế nào một người chăn nhân từ, một người chăn yêu thương chiên của mình, thì chăm sóc dẫn dắt của chiên của mình. Khi dẫn chiên đi đến một cái vùng đất mới, một cái đồng cỏ mới, thì người chăn đi trước
và chiên theo sau bước chân của người chăn. Cảm ơn Chúa, có thể nói nhân loại và hội thánh của Chúa, chúng ta đang bước vào một vùng đất mới. Và cảm ơn Chúa, chúng ta không đi một cách đơn côi, nhưng có Chúa là đấng đi trước chúng ta rồi. Ngài đã có chương trình và kế hoạch để giúp đỡ cho đời sống của chúng ta, miễn là chúng ta để Chúa làm đấng chăn dắt đời sống của chúng ta. Câu thứ nhất cho chúng ta thấy Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cảm ơn Chúa, vì khi chúng ta có Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, thì chúng ta sẽ không thiếu một gì hết. Ngợi khen Chúa. Trong những ngày qua có thể, trong cái việc chúng ta không thể đi lại một cách tự do, công việc làm của chúng ta có thể bị ngừng lại, và chúng ta thấy có một cái sự thiếu thốn về vấn đề tài chính, về những cái giới hạn mà chúng ta đối diện. Nhưng cảm ơn Chúa, khi chúng ta có Chúa là đấng chăn giữ đời sống của chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cảm ơn Chúa vì Chúa, Ngài là đấng tiếp trợ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Giê-hô-va. Đây là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đời đời là Đức Chúa Trời có một. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va của chúng ta. Ngài là Gia-vê của chúng ta. Ngài là đấng có quyền để có thể chăm sóc chúng ta. Ngài là đấng thừa quyền năng để dựng nên trời đất vũ trụ này. Thì Ngài cũng có thể chăm sóc bảo vệ từng cá nhân chúng ta, như Chúa Ngài đã bày tỏ thi thố quyền năng của Ngài. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Trong thi thiên này cho chúng ta thấy một số những hình ảnh của sự phục hưng, phục hồi mà Chúa Ngài muốn làm trên đời sống của chúng ta. Phục hưng của sự cung cấp. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, dù trong những ngày qua chúng ta có thể thấy là có thể sẽ thiếu đó, nhưng mà Chúa Ngài là đấng sẽ không bao giờ bó tay trước cái hoàn cảnh khó khăn của chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng có quyền để có thể cung cấp tất cả mọi điều chúng ta cần ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy được sự phục hưng, phục hồi của sự bình an. Chúa Ngài khiến chúng ta yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Chúng ta để ý đến chữ khiến ở tại đây, có nghĩa là Chúa bắt chúng ta phải yên nghỉ. Có thể nói rằng COVID-19 này là Chúa Ngài cho phép xảy ra để bắt chúng ta nghỉ. Nhìn lại chúng ta thấy rằng trước cái cơn đại dịch COVID-19 này, chúng ta bận quá phải không chị em? Bận đến độ chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta làm mà không có thời giờ để ăn. Và Chúa cho ở trong cái hoàn cảnh này tất cả đều dừng lại, để rồi chúng ta có thể được nghỉ ngơi, được yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Cỏ là thức ăn của chiên, đó là hình ảnh của lời của Đức Chúa Trời. Và tôi khuyến khích anh chị em là đừng để hoang phí cái việc chúng ta phải ở nhà trong cái cơn đại dịch này, mà chúng ta tận dụng thời giờ này để chúng ta có thể nói là make up, chúng ta có thể nói là chúng ta phải học cho đủ trở lại, và chúng ta bắt kịp với điều mà chúng ta đáng phải có trong Chúa khi chúng ta ăn nuốt lời của Chúa như chiên được ở bên đồng cỏ xanh tươi mà người chăn dẫn dắt. Nên cảm ơn Chúa, Chúa bắt chúng ta yên nghỉ để rồi có thể dạy dỗ chúng ta và phục hồi chúng ta. Có một cái sự phục hưng của linh hồn, Ngài làm cho linh hồn của chúng ta được tươi mới. Ngài bổ lại linh hồn chúng ta. Linh hồn của chúng ta gồm có lý trí, ý chí và tình cảm. Chúa Ngài làm cho phần linh hồn của chúng ta được Chúa Ngài làm cho bổ dưỡng, Ngài làm cho phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì công bình, an ủi, thẩm quyền, năng lực, phẩm cách và thân mật được nói đến ở trong thi thiên này. Thật là một thi thiên tuyệt vời. Và chúng ta trong những tuần sắp đến, vào các buổi học Kinh Thánh tối thứ tư, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm những cái biểu tượng mà chúng ta cũng tìm thấy được ở trong thi thiên này, là nước, là cây trường, là cây gậy, là dầu và rượu.
chúng ta thấy rằng tất cả đều là hình bóng chức vụ của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người đã được Chúa Ngài soi sáng để chúng ta tái khám phá chức vụ của Đức Thánh Linh. Thì chúng ta làm quen với lại những từ ngữ này như nước, như cây trượng, như cây gậy, như là dầu, như là rượu, để chúng ta thấy được rằng thật Chúa, Đức Chúa Trời Ngài chăm sóc chúng ta khi chúng ta để Ngài chăn dắt. Và Thánh Linh của Chúa chính là sự cung ứng của Đức Chúa Trời để đáp ứng những nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Từ nước uống, chúng ta cần Ngài, Chúa Ngài ban cho. Trong cái sự bảo vệ, Chúa là cây trượng của chúng ta, Chúa là cây gậy dẫn dắt, bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Ngài sức dầu cho chúng ta, dầu của Thánh Linh sẽ tuôn đổ trên đời sống của chúng ta khi chúng ta để Chúa chăn dắt chúng ta. Và Ngài sẽ khiến cho rượu của Chúa được thể hiện trên đời sống của chúng ta khi Chúa Ngài làm cho chén của chúng ta không phải chỉ vừa đủ mà đầy tràn ra. Có một sự sức dầu tươi mới mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh ở trên đời sống của chúng ta. Thật là phước hạnh. Dầu là hình ảnh của sự phục hồi thẩm quyền, quyền năng của Chúa ngay giữa cái lực chống đối. Và kết quả cuối cùng là một cái sự phục hưng thật. Đó là chúng ta được ở trong nhà của Chúa từ nay cho đến đời đời, cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa, đó là bức ảnh trọn vẹn nhất khi chúng ta nói đến sự phục hưng. Đó là chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta luôn luôn. Chúng ta được ở trong nhà của Chúa luôn luôn, ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời vĩ đại đã đặt danh của Ngài suốt ở trong thi thiên này. Và chúng ta để ý đến cách mà Chúa ghi danh của Ngài trong suốt thi thiên này. Chúng ta thấy câu thứ nhất, Đức Jehovah Rohi, Chúa là đấng chăn dắt tôi. Cũng ở trong câu số 1 này, Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta, Ngài là Đức Jehovah Jireh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy cũng câu số 2, đó là Chúa Ngài là đấng ban sự bình an chúng ta, Ngài là Đức Jehovah Shalom của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sự bình an, Chúa Ngài khiến cho chúng ta được yên nghỉ ở trong cánh đồng xanh tươi mà Chúa Ngài dắt chúng ta đến. Cảm ơn Chúa. Câu số 3 chúng ta thấy bày tỏ Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta, Ngài là Đức Jehovah Rapha của chúng ta. Chúa là đấng chữa lành cho chúng ta. Và trong cũng câu số 3 chúng ta thấy Chúa là đấng công chính của chúng ta, Ngài là Đức Jehovah Siskinu của chúng ta, là đấng xưng công bình chúng ta, Ngài là đấng binh vực chúng ta. Ngài cũng là Đức Jehovah Shama như trong câu số 4, Chúa hiện diện tại đó với chúng ta, dù chúng ta đi qua trũng của bóng chết, chúng ta cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở đó, vì Ngài ở cùng chúng ta ở trong ơn của Chúa. Ngài trong câu số 5, Ngài là cờ xí của chúng ta, Ngài là Đức Giê-hô-va Nissi của chúng ta, đấng gìn giữ, đấng binh vực chúng ta, đấng dọn bàn cho chúng ta ở trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Ngài là cờ đắc thắng của chúng ta, Ngài là cây trượng và cây gậy của chúng ta để gìn giữ bảo vệ chúng ta. Khi người chăn cầm cái cây gậy của mình, một trong những công việc của người chăn đó là khi thấy có một con thú dữ đến để rình mò và toàn cướp đi chiên của mình, thì người chăn cầm cái cây gậy một cách điêu luyện, ném nó và cái cây gậy bay như là cái boomerang của người Úc Châu đó anh chị em. Nó đi và nó làm cho cái con thú đó khi thấy cây gậy rớt bên cạnh nó hoặc là đánh trúng nó phải bỏ chạy mà không thể nào bắt được chiên. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Nissi của chúng ta. Chúa có quyền để gìn giữ bảo vệ chúng ta vì Chúa là Chúa toàn năng. Câu số 5 chúng ta thấy Chúa là đấng thánh hóa chúng ta. Ngài là Đức Giê-hô-va Makadishkem. Ngài là đấng thánh hóa chúng ta, khiến cho chúng ta được Chúa Ngài biến đổi chúng ta luôn luôn ở trong ơn của Ngài. Và câu số 6, Chúa là đấng chí cao. Ngài là Đức Giê-hô-va Elion của chúng ta. Chúa là đấng chí cao của chúng ta, đấng có quyền để bày tỏ quyền năng của Ngài một cách lớn lao ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy tại đây vua David, trong giây phút mà ông cần Chúa nhất, thì ông khám phá ra một điều, là dù ông đi ở trong trũng bóng chết. Có thể nói chúng ta đồng cảm với vua David ở trong những ngày qua.
ở khắp nơi trên thế giới anh chị em đối diện, dù tại quê nhà hay là anh chị em ở tại Úc Châu hay là tại Âu Châu, cũng như ở tại Mỹ này, chúng ta dường như đi trong trũng cái bóng chết đó. Vì chúng ta không biết virus corona này nó ở đâu và nó sẽ lây nhiễm bằng cách nào. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có một cái sự bình an là bởi vì chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta. Cho dù chúng ta đi qua trũng cái bóng chết, chúng ta cũng không sợ tai họa nào vì Chúa Ngài ở cùng chúng ta. Ngài là đấng chữa lành chúng ta, Ngài là đấng bảo vệ chúng ta, Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta. Cho nên chúng ta được bình an ở trong Chúa là như vậy. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Có thể nói suốt ngày, Đức Chúa Trời đã chăm sóc vua David như thế nào, thì chúng ta cũng nhận thấy điều đó. Suốt ngày, không phải Chúa Nhật mới có ngày Chúa ngày chăm sóc chúng ta khi chúng ta quy tụ về nhà của Chúa để thờ phượng. Nhưng mà chúng ta thấy trải qua mỗi ngày trong cuộc sống, không phải một lần, nhưng mà suốt ngày chúng ta thấy Chúa Ngài luôn làm những công việc. Ngài sắm sẵn cho chúng ta thức ăn, nước uống. Ngài sắm sẵn cho chúng ta sự bảo vệ của Ngài. Ngài ở cùng chúng ta. Ngài chăm sóc chúng ta. Ngài bênh vực chúng ta. Và Ngài giữ bị cho chúng ta sự sống đời đời. Vì chúng ta sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời. Thật là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta không giống như là các giáo chủ của các tôn giáo khác. Ngồi ở trên cái bàn thờ mà người ta thờ không nhúc nhích được. Nhưng mà Chúa chúng ta là Chúa sống động. Chúa chúng ta là Chúa toàn năng. Và Ngài có thể đi cùng với chúng ta trong mọi cảnh ngộ. Không có một chỗ nào mà Chúa không thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Vì Chúa chúng ta là Chúa toàn tại. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì sự chu cấp của Chúa. Chúa là đấng chăn dắt tôi. Jehovah Rohi. Theo như câu số 1 này. Và chúng ta thấy sau này Chúa Giê-xu Ngài đã phán: chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Theo như Phúc Âm Giăng chương 10 câu số 27 và câu số 5. Chúng ta thấy thật là phước hạnh. Một cái sự chu cấp của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây, đó là nền tảng đức tin của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã phó sự sống của mình để trở nên đấng chăn chiên hiền lành. Vì chiên của mình mà phó sự sống của mình. Để chúng ta không cần phải lạc lối, chúng ta không cần phải đối diện với lại cuộc sống một cách đơn côi. Nhưng mà có Chúa ở cùng chúng ta, chăm sóc đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, sự bình an mà chúng ta cần nhất ở trong những ngày này, cũng như sự vui mừng mà Chúa cho chúng ta có được khi chúng ta khám phá ra lẽ thật mà Thi Thiên 23 này giúp đỡ cho chúng ta, có thể giúp chúng ta giải quyết và đối diện được với những căng thẳng ở trong đời sống của chúng ta. Vì khoa cho biết rằng căng thẳng là nguồn gốc gây nên nhiều bệnh tật. Tôi đọc một văn bản lịch sử vào thời Đức Quốc xã, khi nó xua binh đi xuyên qua nước Pháp, thì lịch sử ghi lại cho chúng ta rằng có khoảng 80.000 người chết. Không phải chết vì súng đạn của Đức Quốc xã, nhưng mà vì cái đoàn quân này nó đem lại cái sự khiếp đảm làm cho người ta sợ, và 80.000 người đã chết vì sợ. Cho nên họ bị nhồi máu cơ tim, họ bị đứng tim mà chết. Và anh chị em để ý đến đây, y khoa cũng nhắc cho chúng ta biết rằng trong sự căng thẳng sợ sệt, nó có thể làm cho khi làm yếu đi cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta cần nhất ở trong những ngày này, phải không chị em? Bởi người ta nói rằng những cái người mà lớn tuổi hay là có những cái chứng bệnh yếu kém ở trong thân thể đó, vì cái sức và cái khả năng của hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đã bị yếu hay là nó bị thất thoát, là có chỗ hỏng, it's compromised, thì chúng ta rất là dễ để bị con virus này nó tấn công. Cho nên một trong những phước hạnh đầu tiên mà chúng ta thấy được ở tại đây, đó là khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, thay vì căng thẳng sợ sệt, thì chúng ta có sự bình an. Ở bên kia của vấn đề đó là lòng vui mừng thì vốn là một phương thuốc hay.
Châm ngôn chương 17 câu số 22. Và tôi cầu nguyện cũng như hy vọng rằng anh chị em sẽ để cho Thi Thiên 23 này giúp anh chị em có lòng vui mừng ở trong ngày hôm nay và trong những ngày sắp đến. Bởi vì chúng ta biết được công việc Chúa suốt ngày làm cho chúng ta. Dù mắt chúng ta không thấy, nhưng mà lời của Chúa xác nhận với chúng ta rằng suốt ngày đây là công tác của người chăn lo cho chiên của mình. Miễn là anh chị em bằng lòng để Chúa làm đấng chăn dắt mình. Đối với các bạn hữu của chúng tôi có thể đang theo dõi chương trình này với chúng tôi hoặc là sẽ được giới thiệu để nghe bài học này ở trong những ngày sắp đến, hãy nhớ một điều rất là quan trọng. Khi bạn có Chúa là đấng chăn dắt mình, có nghĩa là bạn để Chúa chăn dắt mình, thì bạn sẽ hưởng được những điều mà lời của Chúa trong Thi Thiên 23 này hướng dẫn. Và chúng tôi sẽ dành cho bạn có thời gian để làm công việc này, bày tỏ cái quyết định để Chúa là đấng chăn dắt đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta học biết giảm thiểu những căng thẳng trong đời sống, thì đây là điều khôn ngoan mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. Ở trong những lần kế tiếp, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh chị em nhận diện được những điều mang lại những căng thẳng ở trong cuộc đời của chúng ta. Và học biết cách để chúng ta tìm được giải pháp từ Kinh Thánh để giảm thiểu những căng thẳng này. Hôm nay thì chúng ta nghiên cứu cái lý do đầu tiên mang đến cái sự căng thẳng ở trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lo lắng. Lo lắng là gì? Từ ngữ lo lắng được định nghĩa trong Kinh Thánh là bị lôi kéo, là bị kéo về nhiều hướng khác nhau. Có thể làm cho chúng ta quẫn trí và phát cuồng được, phát điên được. Bởi vì sự lo lắng, tâm trí của chúng ta nó bị giằng kéo trong nhiều hướng khác nhau. Cho nên chúng ta không còn suy nghĩ một cách chính xác và minh mẫn nữa. Chúng ta thấy đầu óc của chúng ta như là nó đặt xẹt đi vì sự lo lắng nó làm cho chúng ta bị quẫn trí. Đây là chữ mà Đức Chúa sử dụng khi dạy ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng đừng vì sự sống mình mà lo. Cái chữ lo tại đây, mà lo tức là lo lắng đó, mà lo về ăn uống. Cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Nên cũng cùng một từ này, thì Thánh Phaolô sau này ông dùng ở trong Philip chương 4 câu số 6. Chớ lo phiền chi hết. Chữ lo phiền tại đây cùng một gốc chữ. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nghiên cứu cái chữ lo lắng này ở trong tiếng Anh cổ, thì nó mang một cái hình ảnh, đó là nó bóp nghẹt đời sống của chúng ta, một người bị bóp cổ. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta thấy tim của mình nó đập rất là khác. Nhịp đập của tim của chúng ta bị xáo động. Chúng ta thấy dường như mình bị ngộp thở đó. Tại vì sự lo lắng, cái hậu quả của nó là như vậy. Nên cái chữ worry hay là chữ lo lắng ở trong tiếng Anh cổ cho chúng ta thấy hình ảnh bị bóp nghẹt. Một đời sống bị bóp cổ. Đời sống tinh thần của chúng ta bị bóp nghẹt. Không thở nổi khi chúng ta để cho lo lắng nó chiếm đời sống của chúng ta. Nói cách khác, lo lắng có thể bóp nghẹt đời sống của chúng ta. Chắc ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự lo lắng trong đời sống, nhất là trong những ngày này. Có những lo lắng mà chúng ta có thể rơi vào, đó là lo mình bị nhiễm bệnh COVID-19 này. Đây là một cái lo mà chúng ta thấy rằng rất dễ xảy ra. Vì chúng ta thấy con số người bị nhiễm bệnh và sau khi thử dương tính. Chúng ta có thể lo lắng mình có thể tiếp xúc với ai đó mà họ là người đã nhiễm bệnh nhưng chưa có triệu chứng. Thì làm cho chúng ta có thể bị lo lắng. Chúng ta lo lắng về tài chánh. Vì thấy việc làm của mình, sản xưởng của mình bị đóng cửa. Chúng ta lo
không biết rồi mình sẽ ra sao. Chúng ta lo rồi sẽ ra sao trong tương lai khi cơn dịch này mà nó kéo dài như thế này, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất là dễ để chúng ta có thể lo ở trong những ngày này. Chúng ta mỗi người có một cái lo khác nhau. Ở trong cái cuộc sống ở tại Mỹ này, ở tại Hoa Kỳ này, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chính phủ qua sự hướng dẫn của Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự cứu trợ, có một cái khoản tiền để giúp đỡ. Vào buổi sáng hôm nay thì nhiều người ở tại Hoa Kỳ đã được tối thiểu là 1.200 Mỹ Kim được chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của chúng ta. Bởi vì chúng ta có làm việc và có đóng thuế, họ tính theo cái năm mà chúng ta đóng thuế của 2018. Và chúng ta thấy rằng đây là điều mà rất là ngạc nhiên, phải không anh chị em? Bởi vì chúng ta có thể lo, nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài là đấng biết những nhu cầu của chúng ta và Ngài cũng sắm sẵn cho chúng ta. Đối với các anh chị em ở các nước khác, có thể anh chị em không có được cái số này. Mỗi một đầu người được 1.200 đô, 200 Mỹ Kim, hai vợ chồng được 2.400 cộng với lại những đứa con của mình. Thì nó là một khoản tiền khá lớn. Anh chị em có thể không có, nhưng mà anh chị em ơi, không phải là sự tiếp trợ của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời luôn luôn gìn giữ ban phước cho đời sống của chúng ta. Như chúng ta đã học và được nhắc nhở, chúng ta thấy rằng những con chim sẻ nó không đáng bao nhiêu tiền hết, mà Chúa chăm sóc cho nó. Và Chúa Giê-xu xác nhận chúng ta quý hơn nhiều con chim sẻ, anh chị em. Chúa ngày cho chúng ta thấy được rằng trong ánh mắt của Đức Chúa Trời chúng ta quý hơn rất là nhiều những con chim sẻ. Chắc chắn Chúa ngày sẽ bảo vệ chúng ta. Người chưa biết Chúa còn có một cái câu mà chúng ta thấy họ nhắc nhở nhau: trời xanh voi xanh cỏ. Có nghĩa là Chúa có sắm sẵn, có chu cấp rồi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta phải biết nhờ cậy và mở mắt ra để thấy đó là điều Chúa Ngài ban cho. Bằng không chúng ta sẽ đánh mất cái phước hạnh này. Tối hôm qua chúng tôi, các mục sư lãnh đạo của thành phố Houston này, chúng tôi theo dõi và có một cái lời nhắn tin mà chúng tôi thấy rằng ước gì con người không có chiếm và lấy điểm như vậy. Đó là thống đốc của tiểu bang New York. Ông tuyên bố rằng cái vấn đề người ta bị nhiễm bệnh đã giảm xuống và cái cơn đại dịch này người dân của tiểu bang New York có thể vượt qua được. Ông lại nói một câu rất là lộng ngôn. Ông nói rằng đây không phải là việc của Đức Chúa Trời, đây cũng không phải là việc đáp lời cầu nguyện, nhưng mà là do công sức, mồ hôi, nước mắt của những con người đã nhúng tay vào làm việc. Chúng tôi nghe điều đó sẽ thấy rằng đây là một con người kiêu ngạo, một con người không biết mình nói điều gì. Thì ước gì những bác sĩ, những y tá, những con người đã nhờ cậy vào trong sự cầu nguyện và được anh chị em khắp nơi cầu nguyện cho họ, họ sẽ lên tiếng và nói với ông thống đốc này: ông ơi, điều mà ông suy nghĩ và lời ông nói, ông loại Đức Chúa Trời ra khỏi cái bức ảnh của cơn đại dịch này, ông sẽ nguy to. Xin Chúa Ngài thương xót để tấm lòng của chúng ta sẽ khác hơn với cái ông thống đốc của tiểu bang New York này. Chúng ta biết một điều, đó là có một cái sự yểm trợ, chăm sóc của một Chúa quyền năng, không phải chỉ trong đời này mà còn kéo dài cho đến đời đời, cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Về tác giả của Thi Thiên 23 này, vua David đã nói: tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa, vì khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống với chúng ta thì phước hạnh vô cùng, phải không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho chúng ta là chớ lo phiền chi hết. Chúa Giê-xu thì dạy chúng ta đó là đừng lo vì đồ ăn, đồ uống, đừng lo về cái ăn, cái mặc của mình, nhưng mà hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta những điều đó nữa.
Cho nên chúng ta đặt cái lòng tin của chúng ta tập trung vào nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, để chúng ta sẽ nhận được sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa, trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ là tại sao lo lắng không giúp ích gì. Trong những ngày qua chúng ta chắc cũng bị lôi cuốn vào trong sự lo lắng. Nhưng mà cho tôi nhắc anh chị em, lo lắng không lợi ích gì. Nó không hợp lý và không làm gì được cho chúng ta. Chúng ta lo, nhưng mà lo được cái gì? Thứ hai, chúng ta thấy lo lắng không thay đổi được gì. Không thay đổi được quá khứ, không thay đổi được hiện tại và cũng không ảnh hưởng được gì ở trong tương lai. Chỉ có là làm cho chúng ta bị mất tinh thần và mất sức khỏe mà thôi. Cho nên đừng lo. Lo lắng không lành mạnh. Lo lắng làm cho chúng ta, sức khỏe chúng ta kém yếu, cho cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó bị yếu mọn đi. Nên chúng ta khước từ sự lo lắng. Chúng ta không nhận nó. Và chúng ta biết có một cái chỗ để chúng ta có thể trao những điều lo lắng của mình. Tin vui đó là chúng ta học lo lắng được thì chúng ta cũng sẽ học để không lo lắng. Tại vì chúng tôi thường nhắc với anh chị em, khi chúng ta mới sanh ra, khi chúng ta còn nhỏ ở trong nhà, chúng ta thấy chúng ta đâu có biết lo lắng đâu. Trẻ em chúng ta thấy không có đứa nào chạy đến với cha mẹ và lo nữa rằng trưa hôm nay mình ăn cái gì ba mẹ, hay là tối hôm nay mình ăn cái gì. Hay là chúng ta thấy có một đứa trẻ và chúng ta thấy nó nằm, nó gác tay lên trán và cứ nghĩ tới nghĩ lui và nói rằng không biết ngày mai mình sẽ ăn cái gì. Không, thì đứa trẻ đặt lòng tin nơi sự chăm sóc và cái gánh nặng của sự chăm sóc cho cha mẹ của nó, bởi vì nó biết có một sự chăm sóc của cha mẹ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em rồi lớn lên thì chúng ta thấy cái đứa trẻ đó bây giờ lớn lên một chút thì bắt đầu học lo. Càng lớn tuổi chừng nào càng lo nhiều chừng đó. Đó là mình học lo lắng. Thì xin Chúa cho để qua những ngày này cũng như lời của Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta học không lo lắng. Tôi dùng nhấn mạnh chữ học ở tại đây, bởi vì lo lắng dường như nó là một phần của đời sống của nhân loại ở trong cái thế giới tội lỗi này, ảnh hưởng bởi tội lỗi này. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta học không lo lắng, bởi vì Chúa ngài chỉ chúng ta một con đường tốt hơn. Và xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được. Điều đó dắt chúng ta đến phần thứ hai, đó là thuốc giải cho những lo lắng của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta tin cậy Chúa sẽ chăm sóc đời sống của chúng ta. Thi Thiên 23 câu 1 nhắc lại, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Cảm ơn Chúa, sẽ chẳng thiếu thốn gì. Một khi chúng ta được Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không còn lo lắng nữa. Tại sao Chúa chăn dắt đời sống giữ chúng ta khỏi sự lo lắng? Để có câu trả lời, chúng ta cần biết cái người chăn làm gì. Như tôi nói, trong lúc tôi suy gẫm lại Thi Thiên 23 thì nhìn thấy rằng đây không phải là công việc mà lâu lâu Chúa làm một lần, lâu lâu người chăn làm một lần, mà dường như mỗi ngày người chăn làm công việc này cho bầy chiên của mình, cho chiên của mình. Suốt ngày chúng ta có thể, cha của chúng ta ở trên trời, ngài chăm sóc chúng ta, ngài kế hoạch để yểm trợ cũng như chu cấp cho chúng ta. Đó là nét tuyệt vời của Chúa của chúng ta. Nên không phải là ngẫu nhiên mà Thánh Linh soi sáng để vua David so sánh Đức Giê-hô-va với một người chăn. Bởi vì Chúa ngài muốn mặc khải cho con người chúng ta biết, ở trong cái văn hóa của người Do Thái trong lúc bấy giờ, ở trong cái kinh nghiệm của vua David, để ông thấy được cái sự chăm sóc mà ông đã từng bày tỏ ra cho bầy chiên của mình, thì ông cũng khám phá ra rằng Chúa ngài gìn giữ chăm sóc ông. Chúng ta nhớ khi vua David, ông ở trong một cái vị trí mà cha của ông cũng không để ý đến ông. Khi Chúa ngài bảo Samuel đem ít dầu đi để sức dầu cho con trai của Jesse là cha của David,
để cái người được sức giàu đó sẽ lên làm vua thay thế cho vua Saul. Samuel đến nhà của cha của David, thì cha của David được truyền lệnh là hãy triệu tập các con của mình về để chuẩn bị để được một người sẽ được sức giàu. Thì chúng ta thấy rằng các anh của David lần lượt đi qua trước mặt Samuel, và Chúa là đứng dẫn dắt phán với Samuel rằng: ta bỏ đứa này, ta vượt qua khỏi đứa này, đừng có nhìn cái dáng vóc bề ngoài của nó. Ta và cuối cùng thì chúng ta thấy các anh của David đã bước qua ở trước cái sự quan sát của Samuel mà không thấy có một người nào là Chúa xác nhận đây là người mà Samuel phải sức giàu. Samuel hỏi cha của David: đó là tất cả các con của ngươi không? Lúc bây giờ thì cha của ông mới sực nhớ còn một đứa nữa, nó đang chăn chiên ở ngoài đồng. David nhận biết được điều đó, là mắt của Chúa đã chọn, đã định luôn cả ông không được ở trong ánh mắt trân trọng của cha của ông, thì Chúa ngài trân quý ông ngay khi ông còn ở ngoài đồng đang giữ chiên của mình, chăn bầy chiên cho gia đình của mình. Cảm ơn Chúa, ông nhìn biết được điều đó. Rồi ông thấy Chúa ngài ban phước trên ông. Khi ông được sức giàu, thì chúng ta biết rằng Chúa ngài đã sử dụng ông một cách rất là đặc biệt. Và vua Saul đã ganh ghét và nhiều lần tìm cách phóng giáo muốn giết David. Nhưng Chúa gìn giữ bảo vệ ông. Thật như một con chiên ở trong sự bảo vệ của một người chăn tài giỏi, một người chăn đầy sức mạnh và một người chăn có một cái tấm lòng thương chiên của mình. Ông thấy điều đó. Cho những lúc Chúa binh vực, có những lúc Chúa dọn bàn cho ông, có những lúc Chúa nghe sức giàu cho ông, làm cho ông kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thể hiện ra trong cuộc đời của ông. Thật là một cái sự chu cấp mà vua David đã kinh nghiệm được. Và anh chị em trong cuộc đời, xin chúng ta cũng suy gẫm Thi Thiên 23 này để nhận biết Chúa ngài đã lấy tên của mỗi một chúng ta mà gọi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Dù những người xung quanh, dù hoàn cảnh lúc bây giờ thấy rằng chúng ta không có gì đặc biệt để Chúa ngài ngó ngàng đến, nhưng mà Chúa ngài quan tâm đến chúng ta. Rồi ngài gặp chúng ta một cách cá nhân, lời của Chúa xác nhận rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Cảm ơn Chúa. Chúa chọn và Chúa lập chúng ta. Lập ở tại đây, ở trong nguyên tác mang cái hình ảnh là Chúa ngài cất nhắc lên và đặt chúng ta vào trong cái vị trí để chúng ta đi kết quả hầu cho trái của chúng ta thường đậu luôn. Thật là phước hạnh vì chúng ta có Chúa là đấng chu cấp những nhu cần ở trong đời sống của chúng ta. Một khi chúng ta có Chúa chăn dắt thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Tại sao Chúa ngài chăn dắt đời sống giữ chúng ta khỏi sự lo lắng? Để có câu trả lời, chúng ta cần biết người chăn làm gì suốt ngày. Thứ nhất là người chăn chu cấp. Người chăn lo cho chiên ăn. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em đừng sợ đói. Mà hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài đi, rồi Chúa ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Chúa sẽ dùng những bàn tay, dùng những chính sách, và trên hết mọi sự, chính Chúa ngài có quyền để tiếp trợ cho chúng ta một cách siêu nhiên. Người chăn cho chiên một cái nơi che chở và đáp ứng những nhu cần của chiên của mình. Điều mà người chăn quan tâm đó là an nguy của chiên của mình. Cảm ơn Chúa. Người chăn cũng canh giữ và bảo vệ chiên của mình. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa với chúng ta, để chúng ta nương náu mình nơi Chúa, thì Thi Thiên 91 xác nhận với chúng ta là Chúa ngài là đấng canh giữ, ngài bảo vệ chúng ta vì chúng ta nương náu mình nơi Chúa. Người chăn dẫn dắt chiên. Khi chiên không biết hướng đi, người chăn đi trước để dẫn đường. Anh chị em, những người có một cái sự suy nghĩ về tương lai của Hội Thánh của Chúa và đời sống của chúng ta trong những ngày sắp đến, chúng ta cần ở trong những lúc này nhờ cậy Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta
vì chúng ta sẽ không bao giờ có lại cái cuộc sống trước khi chúng ta đối diện với cái cơn đại dịch này. Cái bình thường mới mà chúng ta sẽ bước vào trong những ngày sắp đến, nó sẽ khác và có thể là rất rất khác với lại cái sự bình thường mà chúng ta đã có trước khi cơn đại dịch này. Hơn bao giờ hết chúng ta cần sự dẫn dắt của Chúa. Chúng tôi cũng kêu gọi anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, bởi vì sau cơn đại dịch này, cái sinh hoạt của con người của chúng ta và hội thánh của Chúa cũng sẽ có những điều rất là khác. Xin Chúa nghe cho cái sự dẫn dắt của Ngài sẽ dẫn chúng ta một cách chính xác để chúng ta chuẩn bị. Đừng phí những cái thời giờ này, những ngày này, mà phải có sự chuẩn bị. Cũng để Chúa nghe dẫn dắt chúng ta để chúng ta học những bài học. Khi cái cơn dịch này nó xảy ra một cách thình lình, nó bất ngờ như vậy, có nhiều điều cho chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu sự chuẩn bị. Có nhiều điều chỉ ra cho chúng ta thấy rằng cái đời sống của chúng ta có quá nhiều cái lỗ hổng cần phải được lấp đầy. Có những điều đã cơn dịch này nó chỉ ra cho chúng ta thấy cái đức tin của chúng ta nó đang ở trong mức độ nào. Có nhiều người lo lắng, sợ hãi, bối rối như những người không có Chúa, mặc dù họ đi nhà thờ suốt cả đời của mình. Xin Chúa cho để chúng ta học được, để chúng ta xây dựng chính mình. Vì khi Chúa Ngài sắp trở lại để tiếp rước hội thánh của Chúa, thì chúng ta biết rằng lời của Chúa báo trước cho chúng ta sẽ có những điều nó lớn hơn vô cùng cái cơn dịch COVID-19 này. Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị. Cơn dịch này nó sẽ qua đi, rồi sẽ có những cái loại dịch lệ khác nó đến ở trên nhân loại. Vì lời của Chúa báo trước cho chúng ta biết như vậy. Vì tội lỗi của con người, vì những cái sự khó khăn của con người đã tạo ra. Sáng hôm nay có một bản tin cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày một rõ nét hơn, đó là cái con virus COVID-19 này nó bị sổng chuồng ở tại Vũ Hán, ở trong một cái nơi phòng thí nghiệm mà người ta nghiên cứu. Và cũng có thể là nó không phải sổng chuồng mà người ta thả nó ra một cách chủ ý. Anh xem con người lấy những cái điều rất là tự nhiên, những con virus cần thiết cho cái sự sống của con người của chúng ta đó. Và chúng ta thấy rằng vì tội lỗi của con người, vì cái cách ăn uống, vì cái khoái khẩu của con người thích những món ngon vật lạ mà nó có thể đem đến cái việc nhiễm bệnh. Chúng ta biết cái loại chung của những con virus người gọi là corona, thì người ta thấy nó đến từ loài dơi và người ta nghiên cứu. Nhưng không biết lúc nào thì nó nhảy từ loài thú nó sang với con người. Và những con thú này, những con dơi, những con dơi mà người ta nhốt nó trong chuồng kế bên cạnh những con thú khác, là những con thú nó cảm biết rằng nó sẽ sắp sửa bị làm thịt. Cho nên nó rất là căng thẳng. Thì máu của nó đó là nó tiết ra nhiều cái chất độc ở trong đó. Và khi người ta ăn như vậy thì nó nguy hiểm vô cùng. Vậy mà chúng ta thấy rằng người ta thích ăn những cái loài thú như vậy. Và những người chuyên nghiên cứu về thú, người ta nói rằng không có cái chỗ nào trừ ra những chỗ bán thịt của những cái loài thú này, mà nhiều loài thú khác nhau, nó có thể sống ở trong những môi trường sống khác nhau của các châu khác nhau. Bây giờ nó đem nhốt lại ở trong một cái chỗ chật chội và gần với nhau như vậy, thì nó sẽ sanh ra rất là nhiều thứ rất là nguy hiểm. Và anh chị em, nếu không có những cái cơn dịch xảy ra, nó mới là lạ. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị chính mình và xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta học được những bài học này và tấn tới trong ơn của Chúa có một cái sự dẫn dắt siêu nhiên từ nơi Chúa để chúng ta biết và chúng ta sắp đặt đời sống của chúng ta một cách tốt đẹp trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Người chăn dạy dỗ và kỷ luật chiên của mình. Đây cũng là một điều tuyệt vời mà chúng ta có ở trong Chúa. Đó là Chúa chẳng những ban phước, bảo vệ, gìn giữ chúng ta, mà Chúa còn là đấng dạy dỗ chúng ta nữa. Có những điều chúng ta làm sai mà không ai dạy chúng ta, không ai sửa chúng ta không biết mình sai chỗ nào để chúng ta thay đổi. Người chăn chăm sóc, dạy dỗ, kỷ luật. Vua David ông kinh nghiệm điều đó. Ông thấy Chúa Ngài kỷ luật ông.
khi ông cố tình phạm tội. Và ông rất là sợ mất cái sự sức giàu và sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa. Vì chúng ta biết rằng trong Cựu Ước Thánh Linh không ở ở trong một người đời đời như chúng ta có được cái diễm phúc mà Chúa Giê-xu đã xác nhận với chúng ta trong Tân Ước bởi giao ước mà Chúa Ngài lập với chúng ta và bởi sự thánh hóa mà Chúa Giê-xu Ngài đã thực hiện cho đời sống của chúng ta. Chúng ta bây giờ có Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời. Ông David, ông sợ đến độ ông nói rằng xin Chúa, Chúa cất cái gì cất, nhưng mà xin Chúa đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi con. Chúng ta ngày hôm nay không mất Thánh Linh, nhưng mà chúng ta có thể làm cho Đức Thánh Linh buồn. Cho nên Chúa Ngài kỷ luật, Ngài dạy dỗ để chúng ta luôn có một cái đời sống, để chúng ta đi trong sự dẫn dắt, bảo vệ của Chúa, vì chúng ta sống ở trong diện mối của Chúa, sống đúng theo những cái giới luật của Ngài, chúng ta có cái sự an toàn ở trong ơn của Chúa là như vậy. Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa của trời đất vũ trụ hứa sẽ làm những điều này cho chúng ta nữa. Chúa hứa sẽ làm những điều này khi chúng ta tin cậy Ngài. Ngài chắc chắn sẽ chăn dắt chúng ta nếu chúng ta để Ngài chăn dắt. Và đó là một lời hứa hết sức lớn lao từ nơi Chúa của chúng ta. Ê-sai 40 câu 11 cho chúng ta thấy một hình ảnh rất là tuyệt vời ở tại đây về sự chăn dắt của Chúa. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên. Cảm ơn Chúa. Thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta nhớ những ngày đầu mình mới tin Chúa. Thấy Chúa Ngài chăm sóc mình vì là con đỏ thuộc linh. Chúa Ngài chăm sóc chúng ta như là Chúa Ngài thâu những con chiên vào cánh tay và ấm vào lòng. Từ từ dắt các chiên cái đương cho bú. Cảm ơn Chúa vì sự gần gũi chăm sóc đó của Chúa. Rồi khi chúng ta trưởng thành hơn ở trong Chúa, thì Chúa Ngài vẫn chăn dắt chúng ta theo những cái lứa tuổi thuộc linh của chúng ta nữa, để chúng ta không phải chỉ là được Chúa Ngài bồng ẩm mà thôi, nhưng mà Chúa Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, Ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống như là một cái người trưởng thành ở trong ơn của Chúa. Mặc dù vậy, bất cứ lúc nào chúng ta trải qua những sự khó khăn, Chúa vẫn luôn có mặt để bồng ẩm chúng ta. Chúa hứa chăn dắt chúng ta, Chúa cấp những nhu cần cho chúng ta. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta trong những giờ phút hiểm nguy. Ngài sẽ hướng dẫn dạy dỗ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời phải không chị em? Khi chúng ta có được điều đó thì còn gì nữa để lo? Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ thấy được điều đó. Chúng ta nói, cảm ơn Chúa. Bây giờ con không phải lo nữa vì có Chúa lo và chăm sóc con. Lời Chúa còn chi tiết hơn nữa trong Philip chương 4 câu số 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em. Đầy đủ mọi sự cần dùng của anh chị em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa Ngài sẽ làm đầy đủ mọi nhu cần của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Chúng ta để ý những cái chi tiết ở trong câu này để chúng ta thấy được một lẽ thật khác nữa cần được nhắc nhở. Nói rằng Đức Chúa Trời đáp ứng mọi nhu cần hay là mọi sự cần dùng của chúng ta. Không phải nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta những gì chúng ta đòi hỏi. Xin để điều đó nó thấm vào chúng ta này. Có sự khác biệt giữa nhu cần và nhu cầu. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có được cái sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa. Nhu cần là những điều chúng ta cần, nhu cầu là những đòi hỏi của chúng ta. Chúa hứa Ngài sẽ chu cấp những sự cần dùng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên là phước của Chúa đổ xuống cho con cái của Chúa một cách dư dật. Mà phần của Chúa, Ngài đảm bảo với chúng ta rằng tất cả những nhu cần của chúng ta, Chúa sẽ làm cho đầy đủ. Ngợi khen Chúa. Nếu Chúa hứa chu cấp nhu cần của chúng ta thì chúng ta còn gì để lo lắng, phải không chị em? Cho nên tin vui mà tôi xin báo cho các anh chị em, các bạn hữu của chúng tôi là những người có mặt ở trong buổi tối hôm nay và những người sẽ nghe
bài học này trong những ngày sắp đến. Đó là anh chị em không cần phải lo lắng không cần thiết khi anh chị em có Chúa dẫn dắt. Hãy để Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta. Hãy để Chúa Ngài giải quyết những nan đề cho chúng ta. Chúng ta sẽ được khi chúng ta giao phó đời sống của mình ở trong tay của Chúa. Chúa không chăn dắt chiên của bầy khác được, mà Ngài chỉ chăn dắt những con chiên của bầy của Ngài. Có một cái quyền pháp lý và có một cái lòng trung thành được bày tỏ ra. Chúa có quyền pháp lý để gìn giữ, bảo vệ và chăn dắt những người chọn Chúa làm đấng chăn dắt mình. Cho nên rất là quan trọng để anh chị em quyết định, làm cái quyết định hết sức quan trọng này. Anh chị em thấy ở trong những ngày qua, chúng ta định nghĩa trở lại rất là nhiều điều. Luôn cả niềm tin của giáo hội chúng ta thấy rằng cũng định nghĩa trở lại. Cái cơn dịch này cho chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta quen, chúng ta thực hiện, những cái chương trình, những cái tiết mục ở trong sự nhóm lại thờ phượng của chúng ta, thình lình chúng ta thấy rằng bị giới hạn hết. Chỉ có điều cốt lõi mà Chúa Giê-xu Ngài nói, Cha đang tìm kiếm những người thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật, là lời của Chúa. Để chúng ta thấy rằng cái COVID-19 này nó tước khỏi chúng ta hết những cái nghi thức của giáo hội, những nghi thức mà con người đặt ra. Cốt lõi còn lại khi giữa chúng ta với Chúa thì chúng ta chỉ có thể thờ phượng Chúa được bằng tâm thần và lẽ thật, là lời của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ giữ tinh thần đó luôn luôn. Tất cả những chi tiết khác của sự thờ lại, của sinh hoạt của chúng ta đó, chúng ta biết rằng những điều đó là thứ yếu. Bởi vì khi mất hết tất cả, điều duy nhất chúng ta còn đó là cái tâm thần của chúng ta, để chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần. Và chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật để chúng ta thờ phượng Chúa. Và đó là sự thờ phượng mà Cha đi tìm kiếm. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Hỡi các bạn, hãy thành tâm trao đời sống của mình ở trong tay của Chúa và mời Chúa làm đấng chăn dắt mình. Bạn có thể hỏi bằng cách nào? Bằng cách tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và làm chủ của đời sống. Chúa không thể dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta không chịu để Ngài dắt dẫn. Chúng ta phải mời Ngài, chúng ta phải quyết tâm làm công việc đó. Làm Chúa, làm chủ là gì? Có nghĩa là kiểm soát. Người làm chủ là người lãnh đạo. Chúa phải được mời với hết cả lòng thành để Ngài có thể trở nên đấng chăn dắt chúng ta. Vì Chúa không áp đặt điều này trên ai, Ngài cho con người chúng ta một sự tự do để lựa chọn. Cho nên hãy chọn cho đúng. Chọn để chúng ta trao đời sống của mình ở trong tay của Chúa. Giống như ngày xưa người ta nói đến người con gái khôn đó, thì biết trao thân gửi phận của mình cho một người tài, một cái người yêu thương mình. Ở trong đời sống tâm linh, hỡi anh chị em, chúng ta cũng cần biết đấng quyền năng, đấng tài, giỏi, có quyền để giúp đỡ cho chúng ta và có quyền để cứu chúng ta, có quyền để tha thứ chúng ta, có quyền để chu cấp chúng ta. Đấng đó xứng đáng để chúng ta trao cả cuộc đời của mình, không phải chỉ đời này mà cho đến đời đời, để Ngài có thể chăn dắt đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy mời Chúa làm chủ đời sống của mình bằng cách tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Chúng ta nghe Đức Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 14 và câu 27. Ta là người chăn hiền lành. Ta quen chiên ta. Chiên ta quen ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Mấy cái danh từ này cho chúng ta thấy là, hay là những cái động từ này cho chúng ta thấy có một cái mối liên hệ gần gũi rất là đặc biệt. Chúng ta để ý đến đây. Ta là người chăn hiền lành. Chiên ta quen chiên ta. Chúa phải quen chúng ta. Chúa phải biết chúng ta. Chúng ta phải ở trong bầy của Ngài. Cho nên rất là cần.
chiên ta, quen ta. Cảm ơn Chúa. Khi nghiên cứu về hình ảnh của những người chăn, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái khung cảnh rất là đặc biệt. Tôi trước đây khi nghiên cứu ở trong loạt bài Thi Thiên 23 này, thì chúng tôi có xem những cái video clip về hình ảnh của những người chăn, chăn dắt chiên của mình. Thì có một cái đoạn video chiếu về cái cảnh của những người chăn chiên ở tại xứ New Zealand. Có 3 bầy chiên ở tại đó, và ngày hôm đó thì có sương mù. Và người chăn khi dẫn bầy của mình đi, 3 bầy chiên khác nhau nó đang được ở trên cùng một cái ngọn đồi. Và khi người chăn đứng lên kêu lên tiếng của mình thì chiên bầy nào thuộc về người chăn nào nó đi theo cái người chăn đó. Mặc dù chung quanh là sương mù, bởi vì nó quen cái tiếng của người chăn dắt nó, cũng như người chăn chiên quen biết chiên của mình. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Và anh chị em là những người theo Chúa, chúng ta phải đi theo Chúa, đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Đức Chúa Giêsu phán ta là người chăn hiền lành, cho nên chiên ta quen ta, ta chiên ta nghe tiếng ta và nó theo ta. Đó là hình ảnh của những con chiên thật. Chúng ta để ý đến các cụm từ quen ta, nghe tiếng ta và theo ta tại đây, để chúng ta thấy có nghĩa là biết Chúa Giêsu, có nghĩa là nghe theo tiếng của Ngài, có nghĩa là để cho Chúa kiểm soát đời sống của chúng ta. Ở đó là 3 điều cần thiết định nghĩa khi chúng ta để Chúa chăn dắt chúng ta. Phần của sự tiếp trợ, phần của sự phục hồi, phần của việc binh vực, phần của sự bảo vệ là phần của Chúa. Phần của chúng ta là hãy quyết định để mời Chúa làm đấng chăn dắt đời sống của mình. Đây là điều rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta không thực hiện điều này thì tất cả những điều chúng ta học buổi tối hôm nay nó không áp dụng cho chúng ta. Nên chúng tôi tha thiết mời bạn hãy mở lòng ra trong thời giờ này, trở lại với Đức Chúa Trời và thưa với Chúa rằng là Chúa, con là một tội nhân. Con đã phạm tội ở trong đời sống của mình. Nay con ăn năn tội lỗi của mình, con thay đổi sự suy nghĩ của con về những công việc đó. Trước đây con nghĩ đó là mình khôn ngoan, mình mới làm những công việc như vậy. Và bây giờ chúng con thấy rằng đó là công việc của tội lỗi, phạm tội nghịch cùng Chúa là đấng công bình tuyệt đối, đấng thấy và sẽ phán xét tất cả mọi việc mà con người làm ở trong tội lỗi. Nên con ăn năn, con trở lại với Chúa. Và con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này, chịu chết ở thập tự giá, đền nợ tội thay cho con. Lời của Chúa dạy rằng Ngài gánh thay cho con những buồn bực, Ngài gánh thay cho chúng con những ốm đau bệnh tật, Ngài gánh thay cho chúng con những điều không công bình. Đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng con. Nên con nhận được tin vui này và con xin đón nhận cho chính mình. Kể từ giờ phút này xin Chúa làm cứu Chúa của con, cứu con ra khỏi tội lỗi và xin Chúa làm chủ của đời sống của con. Ở trong ơn của Ngài, xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt con ở trong những ngày trước mắt, trong sự khôn ngoan, trong phước hạnh của Ngài. Xin ghi tên con trong sách sự sống của Chúa để thiên đàng là nhà tương lai của con và Đức Chúa Trời trở nên Cha thiên thượng của con. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện những điều trên trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, bạn chính thức, bạn thành tâm mời Chúa làm đấng chăn dắt mình. Cảm ơn Chúa. Các anh chị em chúng tôi là những người đang học bài học này với chúng tôi, cũng hãy làm quen với cách chúng ta hướng dẫn một người bạn của chúng ta từ chỗ chưa biết Chúa, chưa nhận sự cứu rỗi của Ngài, có thể nhận được sự cứu rỗi của Chúa khi chúng ta trình bày cho họ sứ điệp như chúng ta đang học ở tại đây. Và lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ cho chúng ta đồng loạt sẽ được kết quả một cách lớn lao phía bên kia của cơn dịch, khi chúng ta không còn bị giữ khoảng cách nữa và chúng ta có thể gặp gỡ
những người lân cận chúng ta và chia sẻ với họ về tình yêu của Chúa, trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi tiếp, anh chị em. Câu hỏi là tại sao chúng ta bị căng thẳng như vậy và dễ lo lắng trong đời sống của chúng ta? Đơn giản lắm. Vì hầu hết những việc ở trong cuộc đời chúng ta không có khả năng để kiểm soát. Và cái gốc rễ của việc mà chúng ta đâm ra lo lắng đó là bởi vì chúng ta muốn điều khiển cuộc sống của mình. Chúng ta muốn đóng vai Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rằng Chúa là đấng chu cấp cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tự muốn lo và chu cấp cho chính mình, thì bình thường có thể chúng ta làm được bởi vì đời sống nó khá ổn định. Nhưng mà trong những ngày qua cho chúng ta thấy một cái lẽ thật, đó là nó quá tầm kiểm soát chúng ta, làm cho chúng ta lo là như vậy đó. Vì chúng ta muốn đóng vai Đức Chúa Trời, chúng ta muốn làm đấng tự chăn dắt lấy chính mình và chu cấp cho đời sống của mình, mà chúng ta không làm được, nó ngoài tầm tay chúng ta, cho nên chúng ta lo lắng. Vì anh chị em, chúng ta là con người, chúng ta có những cái giới hạn, thì làm sao chúng ta có thể tự lo cho mình từ đầu đến cuối được? Nên có những việc ngoài tầm tay khiến cho chúng ta lo lắng là như vậy. Hãy để công việc của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời làm. Phần của chúng ta tiếp nhận sự dẫn dắt của Chúa, tiếp nhận Chúa làm đấng chăn dắt đời sống của mình, linh hồn của mình, và để Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta trong mọi sự. Cảm ơn Chúa. Làm sao để chúng ta có thể trao mọi điều lo lắng cho Chúa? Bắt đầu cầu nguyện về mọi việc ở trong đời sống. Trước cơn đại dịch COVID này, có thể là anh chị em cảm thấy có những ngày mình bận quá, mình nhảy một cái rột từ ở trong giường của mình, nhảy ra khỏi giường là có thể rửa mặt, rồi thay quần áo và chạy đi làm, hay là chúng ta nhập cuộc vào trong sự bận rộn của ngày hôm đó. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết rằng chúng ta cần cầu nguyện cho mọi việc trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải có thời giờ để dâng cho Chúa suốt cả ngày của mình ở trong sự chăn dắt của Ngài. Vì Chúa Ngài chăn dắt chúng ta suốt cả ngày, chứ không phải chỉ chăn dắt chúng ta trong một giây phút nào đó. Chúa muốn đi cùng với chúng ta, Chúa muốn có mặt với chúng ta, để rồi khi chúng ta có đi qua trũng có bóng chết thì chúng ta sẽ không sợ tai họa nào, vì chúng ta có Chúa ở cùng chúng ta. Còn bằng không thì chúng ta sẽ sợ đó. Chúng ta sẽ như một số người đang kinh nghiệm trong những ngày qua đó. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thay đổi. Trao mọi điều lo lắng cho Chúa. Ở trong Philip chương 4, câu 6 đến câu 7 chép: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết cầu nguyện và trình dâng những cái nhu cầu của mình cho Chúa, thì cái kết quả, câu số 7 chép: sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sự lo lắng đùa đi và sự bình an của Chúa tràn đến. Sự bình an mà nó quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Sự bình an sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta. Anh chị em thấy chúng ta lo lắng, cái ý tưởng của chúng ta nó lung tung như là một cái rối bồng bồng ở trong đó. Khi chúng ta giao cho Chúa ở trong sự cầu nguyện, giao cho Chúa bằng cái đức tin của mình, giao cho Chúa đời sống của mình, xin Chúa Ngài là đấng chăm sóc, dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta thấy có một cái phước hạnh xảy ra, đó là lo lắng đùa đi và sự bình an của Chúa tràn đến. Và sự bình an của Chúa bây giờ kiểm soát lòng và ý tưởng của chúng ta. Lòng của chúng ta không còn như là sóng gió bão tố ở trong đó nữa, nhưng mà lòng chúng ta bình an. Tâm trí của chúng ta bắt đầu được sáng suốt. Mình nghĩ nó ra việc, chứ còn trước đây trong lúc lo lắng mình nghĩ không ra. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi khám phá ra điều đó và muốn chia sẻ, nhắc nhở với anh chị em. Chúng ta để ý đến hai chữ mọi sự ở tại đây. Và đây là một trong những cái chỗ gút mắt mà có thể một số con cái Chúa gặp trở ngại. Đó là chúng ta tin Chúa trong một số sự bình thường.
Nhưng mà khi cái cơn dịch COVID-19 này nó xảy ra, thì chúng ta thấy cái sự, người Việt của chúng ta có nhiều cái sự lắm. Cái sự sợ hãi bởi cái sự xuất hiện của COVID-19 này. Thì chúng ta bắt đầu sợ. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là chớ lo phiền chi hết trong mọi sự. Trong đó có COVID-19, trong mọi sự. Hãy làm gì? Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa dạy chúng ta trong mọi sự hãy cầu nguyện. Cho nên chúng tôi khuyến khích anh chị em trong những ngày này là cầu nguyện. Cầu nguyện. Từng giao với Chúa, giao cho Chúa. Nhiều người khi cầu nguyện thì họ chỉ cầu nguyện những điều mà họ nghĩ là Chúa muốn nghe từ họ. Nhưng mà anh chị em, lời của Chúa dạy tới đây là Chúa ngày quan tâm đến mọi điều lớn nhỏ trong đời sống của chúng ta. Chúa quan tâm. Nếu cái điều nào mà nó làm cho chúng ta đáng lo đó, thì Chúa ngài muốn giúp đỡ chúng ta, cho nên hãy trao cho Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu số 7 cho chúng ta thấy một lẽ thật tuyệt vời. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài, vì ngài hay săn sóc anh em. Cái chữ trao tại đây có nghĩa là gì? Trao là chuyển tay, là chúng ta giao qua cho người khác. Khi chúng ta cầu nguyện, là thay vì chúng ta để cái lo lắng đó ở trên vai của chúng ta tự gánh, tự vác. Chúng ta trao cho Chúa, để Chúa là Chúa toàn năng. Vai của Ngài rất là to, sức của Ngài là sức vô hạn. Ngài có thể gánh cho chúng ta, Ngài có thể chăm sóc chúng ta, Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Nên chúng ta khuyến khích anh chị em là hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn giúp đỡ chúng ta, cho nên hãy trao cho Chúa. Chúa mời chúng ta mà hãy trao cho Ngài. Đừng tự lo nữa mà lo không nổi rồi đâm ra lo. Rồi lắng. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta trong những ngày này, chúng ta thức dậy vào buổi sáng, dù chúng ta có thấy sương mù của tin tức liên quan đến COVID-19 này, thì đừng sợ. Khi chúng ta tập trung vào Chúa, tôi thường đi máy bay cho các chuyến đi xa, thì có một điều mà nếu anh chị em chưa có đi những chuyến bay, có thể anh chị em không thấy, vào mùa đông ở tại nước Hoa Kỳ này, có những lúc sân bay là đầy sương mù. Mình thấy cái tầm thấy nó rất là giới hạn. Nhưng một khi máy bay cất cánh và đi đến một cái cao độ nào đó, thì chúng ta thấy ở phía trên của bầu khí quyển của chúng ta đó, trời trong xanh, trong suốt. Xin Chúa cho, để trong ơn của Chúa, chúng ta giao cho Chúa để chúng ta có thể cất cánh lên cao. Vì phía trên của sương mù và thời tiết mà ở dưới mặt đất này chúng ta đối diện đó, thì phía trên chúng ta thấy rằng không có sương mù và rất là trong suốt. Một điều khác mà chúng ta có thể thấy được khi chúng tôi khám phá ra lẽ thật này, thì chúng tôi cảm ơn Chúa và chúng tôi luôn có một cái nhắc nhở chính mình là khi sương mù mà nó tan đi rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy mọi việc một cách rất là dễ dàng. Người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nếu chúng ta gom hết sương mù có một cái độ dày lên đến 30 mét mà nó bao phủ cả 7 cái góc phố, nếu chúng ta có sức để có thể thu hết cái hơi ẩm tạo nên sương mù ở trong một cái khoảng rộng như vậy, thì chúng ta thấy người ta có thể cô đọng lại chỉ bằng một cái ly nước mà thôi. Cho nên vấn đề nhiều khi chúng ta thấy nó dày đặc, nhưng mà trong quyền năng của Chúa, ở trong sự khôn ngoan từ nơi Chúa, chúng ta có thể thấy vấn đề một cách rất là rõ ràng, vì những việc này so với sức của Chúa thì nó nhỏ biết chừng nào. Rất là quan trọng để giúp cho chúng ta bình an trong Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa giúp để anh chị em biết trao và chuyển tay để Chúa Ngài lo cho anh chị em. Cuối cùng chúng ta được Chúa Ngài dạy chúng ta, đây cũng là một lẽ thật hết sức là quan trọng. Đó là quan tâm sống từng ngày một thôi. Chúng ta lo những ngày tương lai như thế nào làm cho chúng ta lo lắng. Nhưng nếu chúng ta sống với thái độ con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay con đủ ăn đủ mặc, cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay con vừa no bụng, cảm ơn Chúa, và chúng ta sống mỗi ngày như sự dẫn dắt của Chúa bảo chúng ta đừng lo về ngày mai. Matthew chương 6 câu 11, xin Chúa cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Và Chúa Ngài cũng dạy trong câu số 34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc của ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Anh chị em có thấy không? Ngày mai, cái chuyện lo của ngày mai. Chúng ta lo quá cho ngày mai, ngày mốt, ngày hôm kia, mà nó làm cho chúng ta lo lắng. Hãy sống mỗi ngày như một ngày, quan tâm sống từng ngày một mà thôi. Đây là một sự khôn ngoan thiên thượng mà Chúa dạy để chúng ta không phải lo lắng. Cảm ơn Chúa. Mà chúng ta lo xa quá mà làm cho chúng ta lo sợ. Xin giúp đỡ, Chúa giúp đỡ chúng ta mỗi ngày chọn lựa. Tôi tin cậy Chúa là đấng chăn dắt cuộc đời. Và tôi chọn giao cho Chúa thay vì đóng vai Đức Chúa Trời tự lo cho mình. Anh chị em, những điều này sẽ giúp đỡ chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh, và sẽ giúp cho anh chị em đi xuyên qua cơn dịch COVID-19 này trong sự bình an. Chúa chăm sóc chúng ta, Chúa ban ơn cho chúng ta. Những người đã có một quá trình đi theo Chúa nhiều năm, chúng ta thấy có những lúc chúng ta đã đối diện với những vấn đề nó còn khó hơn nhiều kìa. Và Chúa còn đi cùng và dẫn chúng ta đi qua được. Huống chi là chuyện chúng ta đang đối diện. Trong những năm chiến tranh tại đất nước của chúng ta, trong cái thời chúng tôi lớn lên, nhưng không gây nhiễm, nhưng mà có thể những cái trái pháo, có thể những cái viên đạn mồ côi, nó có thể lấy đi mạng sống của một người. Và nhiều cái dịch lệ khác mà chúng ta thấy, từ sốt rét cho đến sốt sốt huyết, sốt tê liệt, đủ mọi thứ hết. Nó đối diện chúng ta, con người chúng ta đối diện với nhiều dịch lệ khác nhau, anh chị em ơi. Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta đi qua được. Thì COVID này, chắc chắn Chúa Ngài cũng sẽ không bỏ chúng ta, cho nên hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Anh chị em có muốn quẳng gánh lo âu không? Hãy đến với Chúa, giao phó cho Chúa, vì như David đã khám phá ra được, Đức Giê-hô-va là đấng chăn dắt tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ chẳng cần gì khác hơn nữa. Vì có Chúa chúng ta có sự bảo vệ, có Chúa chúng ta có sự chu cấp, có Chúa chúng ta có tất cả. Cảm ơn Chúa. Điều này có giúp đỡ được anh chị em không? Mình xin Chúa ban ơn để chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Hầu cho chúng ta sẽ sống là những con người của đức tin, những con người tin kính Chúa, những con người khôn ngoan biết trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa, vì Chúa hứa rằng Ngài chăm sóc chúng ta. Thì đời sống của chúng ta sẽ là những điểm sáng, những ngọn hải đăng ở giữa thế gian tối tăm này, ở giữa những cái ngày đen tối này, để người ta thấy được một cái tia hy vọng, người ta thấy được một lối sống khác, thoát trần, một lối sống mà bình thường con người không có Chúa không có, khiến cho người ta có thể được thu hút và lôi kéo đến với Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban ơn trên anh chị em. Xin Chúa Ngài hướng dẫn anh chị em trong những ngày này và những ngày sắp đến, suy gẫm và để cho Thi Thiên 23 này làm niềm vui ở trong chúng ta. Không phải vui do hoàn cảnh, nhưng mà vui bởi vì chúng ta kinh nghiệm và khám phá
Đức Giê-hô-va là đấng chăn dắt tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén của tôi được đầy tràn. Cảm ơn Chúa. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chăm sóc, bảo vệ, chu cấp, binh vực. Còn gì bằng nữa. Cảm ơn Chúa. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta luôn vui mừng. Nó khiến cho lòng của chúng ta phải sầu khổ, héo hon. Thân thể của chúng ta bị ảnh hưởng lây. Thì chúng ta có một lòng vui mừng, vì lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay. Trí nao sờn thì làm cho xương cốt của chúng ta bị khô héo. Xin Chúa cho để chúng ta tận dụng những ngày này, làm cho đời sống chúng ta được tươi mới trong Chúa, khỏe mạnh ở trong ơn của Ngài, để chúng ta chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn mà Chúa Ngài sẽ khiến hội thánh của Ngài thu hoạch phía bên kia của đại dịch COVID-19 này. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa ban ơn trên anh chị em. Chúng tôi cũng chúc mừng các bạn đã chọn Chúa Giê-xu làm đấng chăn dắt đời sống anh chị em. Ngài là người chăn hiền lành, thương chiên mình, vì chiên mình mà phó sự sống mình, để rồi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta và có Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Chúc bình an. Chúa ở cùng với anh chị em trong phước hạnh của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài dẫn dắt và ban ơn để anh chị em ngay trong thời giờ này có những nhu cầu ở trong đời sống. Xin cũng đánh vào những dòng comment để chúng tôi biết, và chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ai có nhu cầu gì cần được cầu nguyện, xin nhắn tin để chúng tôi biết và chúng tôi cầu nguyện trực tiếp cho anh chị em trong thời giờ này, cũng như nhớ đến anh chị em trong lúc chúng tôi cầu nguyện trong những giờ sắp đến. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi thấy các anh chị em đang bày tỏ ra Amen, Shalom, ngợi khen Chúa, Amen. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta khi lòng của chúng ta hiệp một với lời của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn phước của Chúa sẽ tuôn tràn trên đời sống của chúng ta. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em trước khi chúng ta kết thúc giờ học của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Là Chúa toàn năng của chúng con, là Đức Giê-hô-va, đấng từ hữu hằng hữu, đấng có từ trước vô cùng và còn lại cho đến đời đời. Ngài là Alpha và Omega. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa vì COVID-19 này không làm cho Chúa ngạc nhiên, cũng không phải là một việc bất ngờ cho Đức Chúa Trời của chúng con. Nên chúng con an tâm trao mọi điều lo lắng của chúng con cho Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho hết thảy anh chị em chúng con trong thời gian này được sức mới từ nơi Chúa ban cho. Xin Chúa Ngài tuôn đổ ơn của Ngài trên đời sống anh chị em chúng con. Hết thảy đều được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hết thảy đều được Chúa Ngài gìn giữ, để rồi chúng con được an toàn. Và nguyện xin Chúa Ngài sức dầu trên anh chị em chúng con, để ngay trong những thời giờ này, khi có một khoảng trống của sinh hoạt niềm tin của những người lân cận của chúng con, thì Chúa cho anh chị em chúng con sẽ là những người, những sứ ngôn nhân, những con người nói về vương quốc của Đức Chúa Trời, giới thiệu cho những người xung quanh về vương quốc của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con. Con cầu nguyện để hết thảy anh chị em chúng con, những người đang nghe, sẽ nghe bài học này, có một cái môi miệng của một người đã được dạy dỗ, để chúng con sẽ có lời từ nơi Chúa, để chúng con sẽ có những sứ điệp từ nơi Ngài, để giúp đỡ cho những người lân cận chúng con. Nguyện xin Chúa phủ bóng che chở của Ngài trên hết thảy anh chị em chúng con, những người thân thương của chúng con, tài sản của chúng con được giữ vẹn, được an toàn ở trong ơn của Ngài.
Lạy Chúa, xin ban phước trong thời giờ này, phúc lợi cư những giọt huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ những lần đòn của Ngài được áp dụng trên thân thể của chúng con, để chúng con được khỏe mạnh luôn luôn, sức khỏe thiên thượng được đổ xuống ở trên chúng con. Hết thảy anh chị em của chúng con sẽ kinh nghiệm được phước của Chúa một cách dư dật và khiến chúng con trở nên nguồn phước cho muôn người. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Chúa vì lời quý báu của Chúa, lời ngọt ngào của Ngài bổ lại linh hồn chúng con ở trong thời giờ này. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài làm việc ở trên đời sống anh chị em một cách dư dật luôn ở trong ơn của Ngài. Chúng tôi cũng trong thời gian này thấy có một anh em xin được cầu nguyện để hai quả thận có chất vôi, có sàn ở trong đó, Chúa Ngài chữa lành cho trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, chúng con dâng minh tín ở trong tay của Ngài. Xin Đức Chúa Trời của chúng con là Chúa chữa lành, xin Chúa Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài tác động và làm việc ở trong ơn của Chúa. Xin quyền năng của Ngài, danh của Chúa được vang ra ở trong thời giờ này, khiến cho những cái chất vôi đang ở trong thận của tín sẽ bị vỡ ra và thải ra khỏi thân thể đó, và sự chữa lành của Chúa đến một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài làm việc, sự chữa lành của Ngài đến ở trên hết thải anh chị em chúng con, khiến cho chúng con cũng thân thể khỏe mạnh ở nơi nên một khí cụ hữu dụng ở trong tay của Chúa ở trong những ngày này nữa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúc tụng Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúng con tin hãy nhận sự chữa lành từ nơi Chúa và được lành ngay trong thời giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa, chúng con cũng nhớ đến Lam ở trong thời gian chúng con cầu nguyện để ở trong vấn đề bị viêm mũi, Chúa Ngài cũng chữa lành cho để không còn bị khó khăn trên mũi nữa, mà nhận được sự chữa lành trọn vẹn từ nơi Chúa ở trong ơn của Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài. Lạy Chúa, có những nhu cầu anh em của chúng con không kịp để báo cho chúng con trong thời gian này cầu nguyện một cách trực tiếp, Chúa biết hết tất cả mọi sự. Xin Đức Giê-hô-va Rapha vận hành và chữa lành cho con cái của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong ơn của Chúa. Nhớ các sinh hoạt khác của những người nói tiếng Anh, cũng như sinh hoạt của chúng ta ở trong ngày Chủ nhật. Chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới. Chúng tôi khuyến khích anh chị em mời các bạn hữu của mình nữa để cùng học hỏi lời Chúa với chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu 8 phước lành mà Chúa Ngài đã dạy dỗ cho chúng ta ở trên trong bài giảng trên núi của Chúa. Và chúng ta sẽ rút tỉa những bài học để chúng ta có thể có một cuộc sống bình an, vui mừng, hạnh phúc ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ở dưới bề chân Chúa trong việc học hỏi lời của Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong thời giờ chúng ta tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Từ tại chân Chúa, chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh nối kết bởi dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài trói chặt chúng ta lại với nhau và giữ sự thông công của chúng ta với Chúa và với nhau trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Amen.